Em làm cái cầu thủ đứng ở đúng vị trí của mình. Nói chừng mực nhá. Quần áo mặc lôm côm thế. Chào mọi người nhá. Đường truyền không ổn. Hello khán bóng. Trong trước. Rất phê. Một pha bắn chân tốt của Hà Nội. Và chúng tôi nghĩ rằng các sàn trai Hà Nội chúng ta phải thắng trong trận này để hướng tới xếp ba. Vâng, đúng là 2-0 rồi. Điểm 2-0. Chưa đánh nhau có khán giả bảo 2-0. Và đúng như vậy. Vâng, vậy là Pháp vào lưới rồi, điểm 1-2 cho thể thao. Về bơi rồi nhà. Sáng, 4 giờ sáng nó lắc đầu rồi. Lối rồi. Điểm 2 nào cho thể thao. Một pha đánh chạm tay trắng ra ngoài. Điểm 3-2 cho Hà Nội. Vâng, thủ không thành công rồi. Điểm 3-0 cho thể thao rồi. Hà Nội chúng ta mà để thua xét này thì chúng ta chỉ được giải nhì thôi, đó là điều đương nhiên. Còn nếu mà chúng ta thắng xét này thì hướng tới xét 3 để lại về vạch xuất phát cả hai đội. Rất hay, một pha trắng tốt. Điểm 4-3 cho Hà Nội. Vâng, pha bóng vừa rồi thì chúng tôi nghĩ rằng không đánh đi đâu được. Hai cái bàn tay rất to và rộng. Mất chắn rồi. Điểm 4-0 cho thể thao. Rất hay, một pha chắn bóng tốt. Điểm 5-4 cho thể thao rồi. Đứng một tốt rồi. Rất hay, điểm 5-0 cho Hà Nội. Vâng, một pha trầm sâu tốt của thể thao. Và chúng tôi nghĩ rằng trận chung kết đội thể thao mới phô diễn những cái màn đánh nhanh, trầm sâu trước nhú để thực hiện những pha bóng tốt. Mất trắng rồi. Điểm 7-5 cho thể thao rồi. Và một bàn thao bóng rất uy lực của thầy giáo Ánh. Vâng rồi. Rất hay. Vâng, đập bóng trong sân. Điểm 6-7 cho Hà Nội. Đội Hà Nội chúng ta muốn hướng tới xếp 3 thì chúng ta phải thắng trong trận đấu này.
Vâng. Cầu thủ vừa rồi 17, không biết là anh có muốn học môn võ nào đấy? Vậy ra. Vâng. Anh cóp vào bóng vừa rồi có nghĩa là không thành công. Điểm 87 rồi. Đánh bóng ra ngoài. Vâng. Pha bóng vừa rồi lại thể thao lại đánh pha bóng ra ngoài. Bên Hà Nội đã biếu không quả chuyền vừa rồi. Không vào lưới rồi. Điểm 98 rồi. Đá bóng không qua lỗi tay trắng của thể thao. Điểm 18 rồi. Vâng, vậy là rơi còi, đeo vào cổ không bị rơi đâu. Điểm 18. Rất hay. Không qua lưới rồi, điểm 11-8 rồi. Vâng, một pha chạm bóng tốt của cầu thủ số 5. Điểm 12-8 rồi. Vâng, vậy là Hà Nội xin được hồi ý rồi. Rất hay. Một pha đánh bóng ra ngoài. Điểm 13-8 rồi. Điểm 14-8 rồi. Vâng, và chúng tôi nghĩ rằng các cầu thủ Hà Nội đã hơi thấm mệt rồi. Rất hay. Điểm 9-14 rồi, để bóng rơi tự do. Đánh bóng tốt, điểm 10-14 rồi. 4 điểm nữa rồi sẽ là sàn hòa. Đánh bóng ra ngoài. Điểm 11-14 rồi. 3 điểm nữa rồi sẽ là sàn hòa.
Đánh bóng ra ngoài. Điểm 12-14 rồi. Vâng, phá bóng vừa rồi. Anh Lợi đã vô địch thực hiện phá bóng đánh trong vạch 3m. Nhưng mà chưa thành công. Đánh nước tỉnh táo lại ơi. 12-14 rồi, chỉ còn 2 điểm nữa thôi. Sẽ là sân hòa. Vâng, xin mời hai đội trở lại trong sân để chúng ta thi đấu. Rất hay. Điểm 13-14 rồi. Vâng, một pha đánh bóng rất uy lực của thầy giáo Ánh và điểm 15-13. Nào 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 con ơi. Không nghịch, không nghịch. Không nghịch. Rất hay. Một pha đánh bóng tốt của Tuấn Anh. Điểm 16-13. Điểm 14-16 rồi. 2 điểm nữa thôi sẽ là sân hòa. Các chàng trai Hà Nội cố gắng lên. Cú bóng tốt rồi. Rất hay, rất kinh nghiệm. Điểm 15-16 rồi. Rất hay. Một pha đánh bóng tay trắng ra ngoài. Điểm 17-15. Đứng bộ tốt. Rất hay, chạm tay chắn ra ngoài. Điểm 18-15 rồi. Vâng, gần đều chỉ còn 2 điểm nữa thôi. Nhưng mà chúng ta là để thua 3 điểm rồi. Rất hay, điểm 16-18. Hai điểm thôi là sẽ sát hòa. Rất hay, điểm 19-16 rồi. Ra ngoài rồi. Điểm 17-19. 2 điểm nữa thôi. Thank you.
16 cho thể thao rồi. Vâng, vậy là 20-17. Rất tay đánh bóng trong sân. Vâng, vậy là ra ngoài. Điểm 21-17 rồi. Điểm 18-21 rồi. Chị gái luôn được chưa? Chị gái luôn. 3 điểm nữa thôi là đội Hà Nội sẽ sát hòa. Cút điên. Vẫn còn. Vâng. Lỗi kỹ thuật rồi. 22-18 rồi. Mang hết tiền đây. Thế thôi. Rất tay. Điểm 19-22. Vẫn chưa là cái gì cả đâu. Vẫn có 22 thôi. Chúng ta vẫn thừa sức để Hà Nội chúng ta lo lại tình thế. Đánh bóng ra ngoài. 20-22 rồi. Liệu lên điểm 21 hay không? Rất tay. 21-22 rồi. Chưa biết điều gì xảy ra. Nếu Hà Nội chặt tốt pha bóng này, 2-2 đầu thì chưa biết điều gì xảy ra. Trong sân rồi. Vâng. 22 đầu. Vâng, vâng. Chưa biết điều gì xảy ra rồi. Vâng, cơ hội lên 23 cho Hà Nội rồi. Rất chơi, 23 rồi. Vâng, chưa biết điều gì xảy ra. Chúng ta chỉ thua 3 điểm và chúng ta bây giờ hiện tại đang hơn 1 điểm rồi. Rất hay. Vâng, 24 rồi. Chưa biết điều gì xảy ra rồi. Vâng. Vậy là thể thao xin được hồi ý rồi. Mười. Đội thể thao đang có cơ hội để thua 2 điểm cơ. Và Hà Nội thì chúng ta còn một set point nữa thôi là kết thúc set đấu để về và xuất phát set thứ 3. Vâng, xin mời Hà Nội chúng ta trở lại sân để thi đấu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
24-22. Vâng, vậy là đội Hà Nội chúng ta có hai cơ hội. Rất phải lỗi rồi. Vâng, lưng bóng lém như vậy là không được rồi. Hai cơ hội thoải mái. Vâng, vậy là hội ý rồi. Các cầu thủ lưu ý rằng đánh trận chung kết là 25 có hỏi chứ không phải là không hỏi. Nên đội nào cách biệt 2 điểm đấy là đội giành chiến thắng. Hà Nội có cơ hội để ghi điểm nhưng mà lại không thành công. Vâng, xin mời hai đội trở lại sân để thi đấu. Đúng một tốt của Hà Nội rồi. Và đất trời. Rồi nghĩ rằng cầu thủ số 8 của Hà Nội đã thấm mệt. Pha bóng vừa rồi, 3 cơ hội liên tiếp mà không dứt điểm được. Cơ hội này thì Hoàng Anh không thể bỏ qua. Rất tay. Điểm 25-24. Vâng, bị chắn rồi. Rồi, vâng. Chúng tôi thông báo ngay từ đầu rồi, cách biệt 2 điểm. Nên lưu ý là như vậy, ngay từ đầu. Vì đây là trận chung kết. Phạt bóng an toàn. Rất hay. Vâng, điểm 25-25. Một pha đúng là sự tâm lý tốt của hai đội. Nếu đội nào giành chiến thắng. Rất hay. Vâng, ngoài nhưng mà chạm tay rồi. Điểm 26-25. Vâng, rất điểm. Thể thao có rất là điểm hay không? Chúng ta hãy chờ xem. Rất hay. Rất hay. Vâng, 26 nào. Chưa biết điều gì xảy ra. Hello, chúng ta có hai cơ hội rất chi là rõ ràng. Nhưng mà cầu thủ số 8 biên 4 chúng ta lại thực hiện không thành công. Để cho hàng trắng của thể thao hóa giải được đường đánh vừa rồi. Rất hay. Vâng, điểm 27-26 rồi. Không biết có thu lại hay không. Chúng ta hãy chờ xem. Vậy là đã kết thúc rồi. Vâng, rất đáng tiếc cho đội Hà Nội. Nhất rồi.